Bữa nay quýt cái màu xanh lè luôn ha. Vậy là đi xe đó hả? Vâng, 00615 là chắc vé đây ăn quá phải không thầy? Dạ, muốn gì đó mà người ta ăn rồi ăn sáng ăn mì rồi. À, chơi trên xe có ăn rồi ha. Vậy là cũng giống như là ghé ở đây để tập trung thôi. Rồi đi có anh vậy đó hả? À, rồi, vậy là dắt này là chạy thẳng lên Cô Tô luôn. Rồi, không bây giờ đó cô bác ơi, xe mình cũng đi luôn. Rồi, xây một vòng ở đây nữa, cô bác tham quan rồi mình di chuyển đi nha. Rồi, hết giờ. Facebook của mình Thượng Điền CT và cô bác vào cái album núi cấm 206 cô bác sẽ thấy cái cảnh nó rất là hoang sơ, ý là 206 đó cô bác mới có cái điện thoại để chụp, còn nó còn hoang sơ, còn trước đó nữa là nó còn hoang sơ cũng biết nữa, đi là phải nói là đi rừng rú không đó, còn bây giờ đi núi không phải như trong rừng rú cô bác ơi, đi núi giờ giống như đi ở phố vậy, hay là đi tới đâu nhà nữa. Nhà tường, nhà xây gì đủ kiểu cho cái núi thì nó giống như mình đi ở phố thị vậy đó. Còn hồi xưa cái chắc đi núi thì nó còn quan sơ hơn bên Tà Lơn chứ quán. Bên Tà Lơn cái gì chứ quán thấy nhà cửa cũng tùm lum chơi rồi. Giặt cái đôi bao tay rồi quên lấy vô, bữa nay không mang bao tay rồi. Nó chạy đường xa không mang bao tay là cái tay của mình nó dính mấy cái mũ đen của cái tay lái rồi đó, tay đen thui luôn. Bụi ra thôi phải mở kính à, mở kính vô lại quá cái này đỡ đó, nắng nắng lên nó bụi còn dữ, nó khô rồi đó, nó bốc lên nó bay còn dữ. Ở đây cũng có mưa nữa nè, cô bác thấy nè, có nước cầm chỉnh. Vé số, ở đây cũng vé số. Ở đây người ta sửa đường cái gì nè, làm cái cống cái gì đó. Tới nghĩa trang bên tay phải của mình luôn, như là đằng trước là như là cầu Út Xuân hay là cầu Vân Châu rồi đó, không biết cầu nào trước. Đi lên đi về đi về đi lên. À, cầu thôn Út Xuân, à, cầu thôn Út Xuân là ngay cái nghĩa trang này là cầu Mương Út Xuân, chắc là đó ở gần cái cầu này á, có cái ông đó, ông tên Út Xuân, ông ở đây từ lâu đời hoặc là ông nổi tiếng sao đó, thành ra khi người ta cắt cái cầu người ta lấy cái tên ông ta đặt luôn, cái địa danh gắn liền với di tích. Để mình chậm chậm mà tại ở đây là có cái trạm dừng chân thần tài đó cơ. Đợi người ta tắp vô cái trạm dừng chân thần tài đó.
Việt Nam Thần Tài này thì mình cũng ghé nhiều lần. Nước trầm tĩnh luôn. Tạm dừng nghỉ bằng tay bên tay trái của mình. Ngũ Trúc Lâm Môn. Ngũ Trúc hay Ngũ Phúc? Rồi, vậy là không có ghé không? Tạm dừng tăng nữa. Trước của mình là chiếc Vision, trước nữa là chiếc Future, bên ngoài là chiếc ủa, ở ngoài chiếc Vision đó, nhưng mà là chiếc Elex đó. Chiếc này như là chiếc Future. Hồi đó mới ra mấy chiếc Future đầu đó cô bác ơi, 4-5 cây vàng. Khủng khiếp. Bây giờ 4-5 cây vàng là mua được gần được cái chiếc Kia Morning, cái chiếc 4 chỗ. Cây vàng vàng bây giờ như 4 mấy 5 mấy triệu, 4 5 25, ô 20 5 4 20. Trời ơi, cái này về nó đi học buổi trưa rồi tới cầu Mương Châu rồi nè. Rồi chắc cái mương này đó châu bò nó ở đây, nó cầm chỉnh ở đây dữ lắm rồi vậy. Hoặc là cái chỗ này là cái chỗ tắm của những con trâu ngày xưa, hoặc là những cái lối mò của con trâu bò nó đi ngày xưa cho nó thành cái mương luôn. Ngày xưa trâu bò nuôi nhiều lắm cô ấy, rồi bắt đầu là nó đi giết đó, mà ta nói nó thành cái đường nước luôn đó, nó đi chậm chỉnh đó. Nó lúng xuống không ạ. Tới lộ tẻ đó cô bác ơi, để coi cái xe của mình sao, đẹp cái xe chở rác rồi. Ta đi hướng nào, thường là ta sẽ đi thẳng tới luôn, có nghĩa là ta đi qua chợ Chi Tôn á. Để coi đoạn này tính sao. Rồi, vậy là đi qua Chi Tôn đi lên. Tại vì có số đoàn người ta sẽ ngán cái con đường này, có con đường này xấu lắm. Người ta sẽ đi đường bọc lên Châu Đốc, có nghĩa là cái đường ra phải hồi nãy đó. Rồi người ta bắt đầu lên cái khu vực cái tiếng chánh. Cái tiếng chánh của Châu Đốc á, người ta sẽ bọc qua khu vực của núi Trà Sư, núi Già Năm Diếm, rồi núi Két, rồi mới dài xuống dưới Bà Đạo rồi tới núi Cấm. Là đi bọc đường trên thì nó xa hơn, nhưng mà cái tiếng đó, cái đường nó tốt hơn đó. Còn tiếng này thì gần hơn. Cái tiếng này thì gần hơn cả chục cây số đó. Tại vì cái đường này bọc ngang cái đường mình đang chạy nè, là nó khoảng 40 cây số đó cô bác. 40 cây số mình đi từ đây tới chợ Chi Tôn ở phía trước của mình đó là khoảng 40 cây đó. Rồi từ 40 cây đó rồi mình mới đâm lên trên kia nữa, đâm trên khu vực núi Cấm ở trên khoảng 30-40 cây nữa. Thank you.
sợ nhất là cái tuyến từ cái xã Chi Tôn dài lên trên núi Cấm đó. Cái tuyến là đường xấu lắm, không biết bây giờ người ta sửa được tới đâu rồi. Cái tuyến này được gọi là cái tuyến lộ thẻ Tri Tôn đó cô, lộ thẻ Tri Tôn khoảng 39-40 cây. Cái đường này đi Đức Cô Quảng đồ cũng được mà, gần hơn cái đường ở trên cầu Kim Sáng Diễn Tre. Xe đi chung chung với nhau chứ. Quá bụi. Lấy kính ra mang mới được quá thôi. Vô phim rồi quá chắc không thấy bụi đâu. Nhất đó là mình đang chạy rồi có những cái xe trước đó cô bác người ta cán đá rồi đó ra nó dính rồi có bánh xe cái nó quăng lên ra bánh xe cái bắt đầu nó quăng lên mình đi dừng chân ở giữa của thôi rồi quán cơm mình bình yên. Rồi tới quán cơm giữ lần mình ở đây rồi. Rồi có ơi tới khu vực có quán cơm chai Thuận Bình Yên, trở lại chỗ cũ rồi xây dầm đây đó cô bác mình tham quan nha. Ở đây thì ta đã cắt lúa xong hết rồi nè, quên rút cái chìa khóa cô bác thôi, đi hồi trở lại cái xe mất tiêu. Bạn bè mình đâu rồi không biết, chắc ngừng ở đây ăn cơm quá chưa thấy người quen nha. Đây người đang tập trung ở đây nè, bên trong bên ngoài rồi gặp bạn mình rồi. Bữa nay quất cái màu xanh lè luôn ha. Vậy là đi xe đó hả? 00615. Vậy là chắc ghé đây ăn quá phải không thầy? Dạ ăn uống gì đâu mà người ta ăn rồi ăn sáng ăn mì rồi. À chơi trên xe có ăn rồi ha. Vậy là cũng giống như là ghé đây để tập trung thôi. Dạ không, mình để xin gì chứ. À tập trung. Có ăn chưa? Hả? Ăn chưa? Sáng vừa ăn rồi. Dạ ăn dạ. Mì gói hả? Thôi ăn dùm đúng rồi. Mới sáng ăn rồi. Mình ở đây ngon quá à. Nó chưa nó đồ xả rồi nó nhẹ nước cái xe dạ. Của người ta. Chỗ này thì ghé hoài phải không? Dạ Thuận Bình Yên. Thuận Bình Yên. Thuận Bình Yên. Dạ Bình Yên. Mình đi vòng vòng đâu rồi luôn rồi chứ. Rồi chắc này vô trong rồi hết rồi, bỏ xe này đi. Trả lại quán cơm chai 10 ngàn.
sáng mình cầm cái máy trơn trước đi. Chắc này chưa có gắp máy vô nè của. Chỉ là một số cô bác vào đây ăn thôi. Mấy lần trước mấy cái đoàn đông đông ở đây làm ăn không kịp luôn. Hai cơm một bún. Cơm, bún, cháo, đồ ăn. Chắc mình ăn rồi. Cái đồ mình ăn ít rồi có thôi, ăn số. Rồi mình cũng vô đây xả nước coi. Ngừng hết quá. Rồi xong, công nhận đi xe giặt giặt cái bắt đầu nó ra nước quá trời luôn ha. Rồi. Ở đây thì cô không biết quay gì nữa cô ơi. Qua qua cái rồi. Dòng. À, bữa nào mình đi được mấy xe? Mấy xe bữa nào? Hai xe hả? Vậy là nhóc xe hả? Có dư không? Hả à, là đủ rồi. Chục thôi. Ghế luôn. Vậy là đoàn của Huynh là sáng nay là đi đâu? Sáng nay là đi thẳng Cô Tô luôn ha, chứ không có ghé mấy điểm lên cơm trước. À, vậy là tập trung ở đâu? Cô Tô. Ông thì à, Huynh thì không có đi theo ha. Chở đồ gãy mà chở cái lo. Lần này nếu gì tôi cơm gì chừng luôn, tại vì nếu có hai xe phải không? Dạ, hai xe. Nấu luôn, tại vì nấu. Dạ, mà không biết mấy ông chú trên đoàn này thì ông có sắp xếp gì không thì không biết. Lâu lắm à, lâu lắm à, mày gặp á. Dạ. Nói là bắt cái giờ. Gặp lại gì bắt tay cái coi, mà không bắt ra là. Quý có biết tình không? Hả? Biết tình cảnh không? Tỉnh hả? Mặt là biết. Ba quan á. Trời ơi. Ông Huynh tặng của mình nè. Hôm nay ổng cũng lên núi nữa cô bác ơi, là tối nay là gặp ổng nữa rồi đó. Quan á. Quan à. Đó ở Thất Sơn đúng không? Nhà ở Thất Sơn đúng không? Nhà ở Mỹ Sơn đúng không? Cậu nói vô chú ơi. Cậu nói vô. Dạ. Ổng là hình như là nghe nó mời hay gì ổng mới lên. À, đệ tử lên trước. Dạ. Vậy là Huynh không có đi theo đoàn mà lên nấu cơm. Dạ. Rồi đi có anh vậy đó hả? À, rồi vậy là chắc này là chạy thẳng lên Cô Tô luôn. Đây về trái cũng phải mua bộ bài á. Ông khá là không. Rồi đem lũ khủ hết trơn nè. Ủa vậy là có chở đồ của gì ta của An vậy đó. Bữa nào đi có đi vậy không? Bữa nào? Bữa em hai đó. Bữa em hai hả? Bữa em hai tới rồi hả? Không biết ổng không? Biết mạng không? Ai bữa đi với cái đầu bên Đồng Tháp rồi gặp ổng nữa nè. Vậy à? Nhí ơi, nhí ơi, đường đường kêu tám không à? Biết không? Có đi ăn. Ôi, vài bữa là tới đoàn Huynh Minh Nhí là có Huynh đi không? Có rồi không? Có rồi nè. Đi đi lên. Bà Lân hả? Có đoàn nào Huynh? Dũng á, đi Bà Lân. Dũng à. Bây giờ đó cô bác ơi, xe mình cũng đi luôn. Rồi xây một vòng ở đây nữa cô bác tham quan rồi mình di chuyển đi nha.
Rồi hết giờ. Gắn vô khóa coi. Để mình chạy nhích nhích ra trước để cản đường xe. Để xe ta về đây ta lấy đầu. Rồi ở đây người ta gieo mạ rồi cô, gieo mạ bên đây là để người ta cấy lúa nè, gieo mạ nè, có thấy không ta? Bên đây nè ha. Rồi ngừng chút ha, để xe chạy ra mình. Rồi khởi hành cô ớt ơi, mình đợi cô ớt nào còn ăn cơm ở trong quán cái gì á, nãy giờ cũng hơi lâu lâu, khoảng 15 phút á. Vậy là đợt này mình đi hai xe có thôi, đi vậy là cũng gọn, không sao, đi ít đi nhiều gì cũng không sao hết. Nghe nói ngày mai có đoàn vậy là cái đoàn kia cả chục xe nữa, không biết đoàn nào hết. Thành ra là chắc khách rút qua cái đoàn bên kia, có thể là cái đoàn bên kia là người ta lên lịch trước cô á, rồi người ta đăng ký. Ra Thới Sơn trước rồi đó. Thới Sơn là cái khu vực của thầy Tây An đó luôn, tức là cái ở dưới này đi lên là thấy cái đình Thới Sơn nè, tới khu mộ của ông Đình Tây nè, rồi tới chùa Thới Sơn nè, rồi tới chùa Phước Điền rồi nhân dân đó. Từ xúc cầu, từ xúc quá bụi luôn, nó táp vô mặt luôn, lập đập cát đó cô, cát ở dưới đó, nó quặn lên đó. Trong phim trong đó mình chỉnh độ tư phản, chỉnh màu rồi lên thì cô bác không thấy bụi đâu, nó trong vắt rồi. Đường này tới chợ 40 cây mà nãy giờ mình chạy vậy là chắc được khoảng chừng mới có khoảng 10 cây. Ở đây có cái chùa cô bác người Khmer hay gì mà thấy có bụi bụi quá. Ở phía trước nè. Cái chùa mái tháp cao 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 thấy lạ quá. Chắc của cô bác người Khmer đó. Tại vì cái kiến trúc của cô bác người Khmer hơi khác với cái kiến trúc của bên Bắc Tông và bên cái nước Việt của mình. Tại vì cô bác
người Khmer đa số là bên Nam Tông đi khắc thực đó cô, có nghĩa là giữ cái truyền thống của Đức Phật ngày xưa. À, ngày xưa Đức Phật đi khắc thực thì sau này các cái vị cũng giữ cái truyền thống đó. Còn bên Bắc Tông đó, thì cô Ất có cải tiến chút đỉnh, để tùy vào cái khu vực, cái vùng miền mà có cái nếp sống khác nhau. Ví dụ ở những cái địa điểm ví dụ như Campuchia, Thái Lan thì ở đó người ta chấp nhận cái việc đi khắc thực của ông. Còn như ở bên Trung Quốc rồi ngày xưa đó thì cái việc khắc thực đó là người ta không cho, giả sử vậy đó. Rồi thành ra là những cái người tu là phải có chùa chiền đồ cố định, còn lang thang vậy thì ta không chịu. Thành ra là từ đó thì những cái vị tu á mới cắt cái chùa ở cố định thì mới cho tu đó. Thì thành ra là tùy vào cái khu vực mà có những cái nếp văn hóa và tôn giáo cũng phụ thuộc một phần của cái cái phong tục của khu vực đó. Thì thành ra nếu như không có chịu cắt chùa chiền mà bây giờ muốn tu thì không có cho đi ăn xin như ở bên Ấn Độ thì muốn tu tu không được quá, tại vì người tu là tứ đại gia tông, không có phải làm ăn buôn bán này kia như mình thì cơm áo gạo tiền ở đâu ra, cũng khó, cũng nhờ thí chủ, cũng giống như là mình hùng vô đó quá hơn. Cúng dường có nghĩa là cung cấp nuôi dưỡng đó, có nghĩa là hùng vô, mỗi người hùng vô mớ để mà nuôi ông thầy sư để ông học đó. Rồi tới chừng mà ông học thành công rồi đó cô bác ơi, hoặc là trao trong cái lúc học đó là ông dạy lại cho mình đó, ông thuyết pháp đó cho mình nghe đó. Đó thì chắc đó là ông trả nợ lại cho chúng sanh đó, trả nợ những người mà nuôi dưỡng đó, và cung cấp nuôi dưỡng đó cô bác, gọi là cúng dường đó. Còn bố thí là ban ra để cho. Thành ra cũng có cái mối liên hệ với nhau giữa Phật tử và các vị sư. Phật tử thì cung cấp cho những cái vị sư để tu, và những cái vị sư mà trong lúc tu thì các vị có thuyết pháp để giảng giải những cái kinh điển, những cái mà các vị đã học lại cho Phật tử nghe đó, vậy đó. Có cái mối quan hệ đó qua lại. Cái này là cũng như là mượn vốn đi buôn vậy đó. Các cái vị sư là những cái người mượn vốn, đệ tử là cái người cho mượn vốn. Cơm áo gạo tiền cúng dường rồi đó. Thành ra nếu như mà tu mà không nên thân đó cô bác ơi, lấy cái cổ cúng dường của bá tánh mà mình tu mà nó không có chân chánh rồi đó thì thiếu nợ nặng lắm. Thiếu nợ biết nhiều người cô bác, ví dụ như trong một chùa đi thì bá tánh thập phương ta đủ nơi chứ. Có thể là người ở từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam rồi ra ta viếng chùa, cái ta cúng dường, ta nhét vào đó vài chục ngàn giả sử gì đó, thì cái đó tiền của thập phương bá tánh nó nặng lắm. Giống như là mình mượn tứ xứ rồi cô bác ơi, và tới chừng mà làm ăn mà không nên thân nên hình gì trơn đó, cái đó là trả chết luôn. Mà còn làm ăn thiệt tình đó thì nó khác. Còn làm ăn không thiệt tình là nó lu bu dữ lắm nha. Nhưng mà cái thời bây giờ khó lắm cô bác ơi, chẳng thà hơi thiếu chút xíu đừng cho dư. Dư quá cũng khó tu. Thời thiếu chút xíu, thời thiếu thốn chút xíu dễ tu. Còn mà đầy đủ dư giả quá khó tu lắm cô bác ơi. Cũng giống như là con mà giàu quá cô bác ơi, nó quậy. Mà con nhà hơi trung bình hoặc là hơi nghèo chút xíu, nhiều khi nó hiếu học cô bác. Còn con nhà giàu thường khi nó quậy thì nó là gì đó. Nhưng mà không phải là tuyệt đối vậy, nhưng mà phần lớn là gì. Ngày xưa thiếu thốn quá cô bác ơi, cái người tu chẳng tránh nhiều lắm. Rồi ngày nay đầy đủ dư giả quá, cái người tu chẳng tránh hơi ít lợi chút xíu, tại vì ta lo hưởng thôi, cũng khó. Thành ra cái người Phật tử mà muốn cho người ta tu tới nơi tới chốn quá cô bác ơi, cung cấp một phần nào cho nó vừa đủ thôi, dư quá cũng khó. Tại vì bây giờ đa số là dư thôi mà, rất thiếu lắm, vừa hợp.
vì cái người tu á là cái người đang đi trên cái con đường đến giác ngộ của bác, thì những cái người Phật tử là cũng một phần nào đi trên con đường đó, nhưng mà những cái vị kia thì người ta nhẹ nhàng hơn, có nghĩa là người ta ít mang giác hơn, còn cái người Phật tử thì mang giác nhiều hơn. Ví dụ như con cái gia đình này kia ta mang giác đủ thứ, còn các cái vị sư thì đã lìa đi ra các ái rồi thì đỡ mang giác hơn, thành ra cái điều kiện người ta đi nó dễ hơn. Thì thành ra là trên đường đi ai cũng trên đường đi hết, Phật tử cũng đang trên đường đi mà đi khó khăn hơn, còn các vị sư thì đi tương đối dễ hơn. Đó. Thành ra ai cũng đang trên đường đi cho cô ấy, Phật tử cũng đang trên đường đi và các vị sư cũng đang trên đường đi, nhưng mà cái điểm đích đó thì Phật tử hơi khó khăn hơn chút xíu, tại vì còn cơm áo gạo tiền đủ thứ lo, các vị sư thì hơi ít hơn chút xíu, thành ra các đơn vị sẽ có cái điều kiện nhiều hơn. Thành ra ai cũng đang trên cái con đường đi, thành ra là người ta cũng sửa, mình cũng sửa, các vị sư cũng sửa, đúng không? Ai chúng ta đang trên đường sửa, thành ra là tham sân si ai cũng có hết, có tương tự như nhau, có đâu khác gì. Nhưng mà trong chùa thì có điều kiện để sửa dễ hơn, ở ngoài ra chạm nhiều quá, chứ cuộc sống cơm áo gạo tiền thì nó khó lắm. Ví dụ như ra ngoài mà làm ăn này kia đó quá thôi, mệt thiệt tình quá nó cũng khó. Thiệt tình quá cũng khó lắm cô. Mà ta nói gian dối quá nó thì sợ tội. Bây giờ sao đó, bởi vì cũng chung chung à, còn trong chùa thì đâu có buôn bán này kia hết gì đâu, đâu có nuôi vợ nuôi con cái gì đâu, thành ra nó cũng đỡ được chút. Thành ra những cái vị ở trong chùa thì có điều kiện hơn, và thành ra các cái vị nhờ được cái điều kiện thuận lợi đó mà học kinh học sách gì đó, rồi bắt đầu mới chỉ dạy là Phật tử đó. Cái đường của mình còn xa lắm, cái xe chạy tuốt trước rồi, để mình chạy nhanh chút xíu. Công viên hình như là cầu Vĩnh Hanh với cầu số 2 cái gì này, có không? Đúng rồi có thôi, nhớ đúng là cầu Vĩnh Hanh, rồi phía trước của mình là cầu số 2, hai cái cầu này sát nhau. Tại mình sợ gió đó, ở đây số 2 nè. Thôi đi Tà Lơn là ngừng ở đây uống cà phê nửa đêm. Là tại vì cái đoàn người ta ghé ngừng ở chỗ đó đó cô bác, để đợi nhau đó. Còn đoàn này thì ghé ở cái trạm rồi này. Mình ở đây cũng thuộc đường rồi cô á, thành ra chỉ cần nói cái đoàn ghé ở địa điểm nào là mình sẽ biết cái địa điểm đó rồi đó.
vậy là đi hai xe là khoảng 100 cô bác ơi, vậy là cũng gọn. Mình cũng thích đi gọn gọn vậy. Nhiều khi á, nhiều á, mình gặp cô bác mà đi nhiều á, mình cũng vui. Có nghĩa là thay vì ta đi chơi á, thì người ta đi núi nọ nghe giảng đạo chút đỉnh đó thì cũng cũng quý cô bác. Nhưng mà gặp cái nếu như nhiều quá quản lý không có hết cô bác. Rồi cái sinh ra chuyện này chuyện kia á, cái người trong đoàn á cũng khó. Lạc lên lạc xuống này kia tùm lum á, chứ đoàn mà đi đông quá cô bác ơi, cái chia đầu trước má đầu sau má rồi luôn. Phải nhớ đất gì nó gọn. Giờ là tới cầu Kinh Đào rồi, đúng rồi. Tới luôn cầu Kinh Đào. Chắc cái kênh đó, đó người ta đào tay quá. Ở đó khu vực mình cũng vậy cô bác, là đào tay không đó. Có nghĩa là lấy cái len á, đào từng len, từng len, từng len vậy đó. Đào một lần là mấy chục người, tính cả 100 người đó cô bác, quy động đào. Có nghĩa là người ta quy ra tiền, ví dụ như nguyên cái khu vực đó 1.000 công đất đi, thì mỗi một công đất đó, ta quy ra khoảng chừng 5.000 đi, đóng vô 5.000 giả sử vậy đó nha. Rồi bắt đầu người ta gom cái số tiền đó, rồi ta mới chia ra cái độ dài của cái con kênh cần đào. Rồi bắt đầu là người ta mới tính, ví dụ như 1 mét tới này đào là khoảng 5.000 đồng cái số tiền mà thu được đó cô bác. Đó, thì người ta cứ vậy ta mướn, rồi bắt đầu là phân ra. Ví dụ như mướn khoảng 30 người đi, thì cái ông này căng dây đào 5 mét, 5 mét kế tiếp là ông kia, 5 mét kế tiếp ông kia, cắm cây 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 vậy đó. Rồi mỗi người khúc khúc vậy đó, đào chừng nào hết, hết cái loại đầu kia đào thêm 5 mét nữa, cái hết cái loại đầu kia đào 5 mét nữa, giả sử vậy đó. Rồi có chỗ thì người ta đào chung, ta đào ăn ngày. Còn cái chỗ của mình hồi đó đó là mình thấy là đào dữ đó, có nghĩa là đo tới, ví dụ như bề ngang con kinh này đào 5 mét đó, thì người ta đo tới 5 mét, 10 mét gì đó, còn ông 5 mét, 10 mét gì đó, ông cái ông đào hết 5 mét, 10 mét đó, cái đo tiếp nữa để cho ông đào nữa, rồi dài dài đằng trước phân người khúc 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 gì đó, rồi càng rộng. Ở giờ đó có những cái đường kinh gọi là kinh đào rồi gì đó, chỗ mình cũng có kinh đào nữa, đào tay. Sau này tiến bộ và lên khu ba múc của nó nè. Cặp cặp cho con sông nó quá, con sông ở tay phải của mình đó.
chắc là đó người ta đào con sông này đắp qua bên này, giờ đào con sông này đắp qua bên kia, thành ra hai bên có lộ hết. Quên à, hình như là 16 cây cầu ở gì phải không ta? Để họ đếm lại. Và mấy cây cầu số đó là ở đoạn giữa của. Ở đằng đầu thì cũng không có cầu, ở đằng cuối cũng không có cầu. Thành ra không phải là tính từ cái lúc dài vô đây là một bản con cầu đâu nha, tại vì bản đầu không có, con đầu cả chục cây số không có cầu, và cái bản cuối đằng kia cũng không có cầu, ở đằng giữa này. Cầu số 4 tới cầu số 5 là tới cái dinh Đức Cô Quảng rồi đó. Đi trước nha. Mới qua mặt Quỳnh Tặng đó cô. Tội nghiệp, ổng lên trển không nấu cơm. À, có nghĩa là làm bên hậu cận của cái đoàn kia, cái đoàn cái nó đoàn của ông Trung cái gì đó, nhiều đoàn lắm cô bác ơi. Giờ ngày mai có đoàn chục xe lên nữa cô bác thấy à, là trùng á cô bác, trùng lịch đó. Thank you.
nữa là trong cái đoạn này là hiện tại là nay mai là mình thấy ba đoạn rồi đó, nay mai là thấy ba đoạn rồi đó, của bữa nay là hai đoạn nè, rồi ngày mai lên đoạn 10 xe nữa. Còn cái đoàn Quynh Tặng ông nấu cơm á thì cái đoàn hình như là đã ông nói mấy trăm người đó không á. À, tới cầu số 5 rồi nè cô á, tới khu vực của Dinh Đức Cô Quảng rồi đó, đang qua cầu này là qua khu vực của Dinh Đức Cô Quảng. Số 6 mới bye bye ổng, nhất là ổng qua mặt mình rồi, ổng bye bye ngược lại mình rồi. Thôi ông trời lo nè, rồi mấy cái đồ ăn rồi nè. Cái vị này thì người ta đi nhiều đoàn lắm rồi á, chứ không phải một đoàn. Ví dụ như Quynh Tặng này nè, ông đi rất là nhiều đoàn luôn, chứ không phải một đoàn. Có nghĩa là cái đoàn nào người ta cần trợ giúp á thì hú ổng, cái ổng đi theo phụ. Có nghĩa là hú ổng đi theo dẫn đoàn tiếp, hoặc là hú ổng nấu cơm, nấu nước rồi vân vân. Chết rồi, vô cái đường này, vô mắng rồi. Cái đường này đi cả ngựa. Tới cầu số 7. Cái xe này chắc đi tà bạ quá, tà bạ ha, đi ba chút.
cái cầu số mấy không á. Mua cái sim à, tại lên trên khu vực của núi to là không có sóng đâu á, mobi không có sóng, mình phải mua cái sim Viettel gắn vô mới hy vọng có sóng. Và lên cái khu vực của núi Cấm ở ban trị sự cũng không có sóng luôn. Đẹp luôn cô á, nhất là bên tay phải của mình á, con sông đẹp quá, nhà ta cắt ven sông á. Chính à. Cái đường hơi nhỏ của bề ngang chắc khoảng chừng 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoảng 6, 7 mét, thành ra xe lớn qua mặt với nhau hơi khó, nó dồn. Cái chợ rồi, chắc chợ số 10. Ờ đúng rồi, đúng rồi, nãy chợ số 9 nha, số 10 đúng.
coi người ta đi chợ. Xã nông thôn mới Tà Đảnh. Tà Đảnh trước có mây đen nè, có thôi chắc mưa quá. Cái gì đây? Đám cưới xe hoa. Trên xe lớn mưa không sao, có thôi mình xe nhỏ mưa là mệt đó. Thứ nhất là ướt mấy cái đồ ở trong ba lô vali, thứ hai là ướt mình mặc áo mưa chứ có thôi trời mưa lớn là ướt trần. Còn ba lô với vali là mình cũng có đem theo mấy cái bọc để mà bọc lại đó, nhưng mà sợ cũng ướt chút đỉnh. Thôi căng thẳng rồi đó, bên tay trái của mình rất là đen thui rồi, của tay trái đó. Còn lần trước đó thì hơi xám xám. Đi dọc là tới chỗ hay gì cơ đó. Còn có chỗ trốn, dọc đường này luôn luôn. Mà nếu là Thái Sơn là còn xa lắm của tôi, đường còn xa lắm. Tại vì qua Thái Sơn là lên khỏi núi Cấm luôn. Ở đây lên là, ở dưới đây là núi Tô, dài lên tới núi Cấm, núi Bà Đội, rồi mới tới núi Hùng Tré, rồi mới tới núi Già Năm Giếng, rồi mới tới núi Trà Sư. Là rồi núi Tét lúc trời mà. Như Tét với Thái Sơn là nó một điểm đó cô, tại vì Thái Sơn này dưới chân núi Tét,